Mến chào mọi người, lại là Mary đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm những cái mẫu, lần lần mình sẽ hướng dẫn thêm mọi người ha. Thì trước khi mọi người mà vẽ, mọi người nhớ rửa cái cọ cho nó tơi cái lông ra ha. Rồi mình nhúng cọ vô, mình nhúng cái cọ vô để cho cái nó ngập gần hết luôn cái cọ luôn nha mọi người. Rồi mình sẽ vuốt hoặc là sạch nó ra. Đây nè, đó, đây là cái cọ mà Mary vuốt ra nè, đó ha. Rồi vuốt thật là sạch. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ cái mẫu này nha. Vẽ cái mẫu này đi ha. Cái mẫu thứ nhất này nè. Ok ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt một cục treo to. Mình bắt một cục treo to ha. Rồi, mình để cái này thì mình chia ra bố cục đó là khoảng cái phần ở trên này nè. Là nó khoảng hơn phân nửa chút xíu nha, phần trên ha. Thì mình sẽ để như vậy. Mình sẽ để cỡ này. Đó, để thật là mạnh. Đó. Ha. Mọi người muốn mà hết cái đít nó đủ thì phải đi. Mình cứ lơi lơi cái đầu cọ, mình nhả cái lực ra rồi mình đi. Để gần khi mà nó gần hết rồi á mọi người, gần đủ cái độ dài của mọi người muốn rồi đó. Thì mọi người hẳn gọi là hất nhẹ lên, hất nhẹ tay thôi chứ mày hất một cái là đi mất tiêu luôn nha. Rồi để một cục treo nhỏ nữa nè, để mặt là mạnh nè. Đó, rồi đi bằng cái đầu cọ nè, kìm cái đầu cọ bằng cái ngón tay út đó. Rồi thích thì mọi người đánh để cho Mary đó, những cái like nhỏ nhỏ vô ha. Rồi mình quay lên đây, mình lượng nè, mình lượng cái này lên cao luôn nha. Mình đè thật là mạnh cọ. Rồi mình bắt đầu mới hất nè. Hất. Đó. Nhớ nha. Ôi chá, chá cái đèn quá. Để chỉnh lại cái đèn cái. Rồi. Lấy một cục treo nhỏ xíu. Để ngay đây, để mạnh xuống. Đó. Rồi. Nó bị đứt gãy gãy nè mọi người. Không sao nha. Đừng có lo lắng. Một là mọi người sẽ chấm ba cái chấm. Còn không thì mình nối như này nè. Mình nói nó bằng những cái giọt nước nhỏ đó. Là nó vẫn ra ha. Rồi ở dưới này nó làm một cái nét nhỏ nữa. Nhờ cục treo này thì nó hơi nhỏ hơn cái cục treo lúc đầu một tí ha. Mình ém ngay chỗ cái phần mà nó eo eo, nó mỏng mỏng á, để thật là mạnh nè. Mọi người để sát sát vô một tí nha, để hở ra nó không đẹp đâu nha. Nó hở nó phải có đủ, đừng có rời quá, nó bị rời ra cái bố cục nó cũng không đẹp. Cái này rồi, cái này mình cũng để nhẹ xuống. Rồi mình lấy một chút xíu treo thôi, mình đè mạnh nó qua đó. Thế là mình đã được thêm một cái nét kép. Rồi bây giờ mình lại vòng thêm đó, hất mạnh ra nha. Rồi cái phần đó thì một cục treo nhỏ xíu xíu luôn. Nói nó lại đó mọi người ha. Đó thấy chưa nè. Rồi mọi người chấm cho Mary hai cục đó. Vẽ thật là chậm cho mọi người nha. Rồi, ở đây một cục nhỏ xíu nữa. Rồi kết thúc phần trên ha. Đó mọi người thấy không, Mary vừa hướng dẫn mọi người vừa vẽ luôn á, mà có thấy có lâu gì đâu, mà ở trước mặt còn vướng tùm lum nữa nè. Đó rồi bây giờ ở dưới này thì mình sẽ lấy một cục treo to luôn ha, lượng nè, để thật mạnh xuống đây ha. Mình chừa ra, đừng có để sát quá, lát mình còn vòng nữa. Ở chỗ này mình cũng hơi để hở nó ra, đừng có túm nó quá ha, đừng có túm nó quá đó. Rồi bây giờ thì mình mở cái phần cái Maria hay dùng cái từ là cái bụng á nè. Cái phần này là mọi người muốn gọi là cái gì mọi người gọi nha. Thì Maria mở cái phần ở giữa này ra cho nó hơi to một tí. Rồi để mạnh vô nè, đi lực nè, nhả lực ra đi nè. Đó rồi mình lượng nè, đó mình đánh những cái đó, mọi người thấy không, nó rất là mạnh luôn ha. Rồi bây giờ mình lượng nè, đè thật là mạnh nha, đè thật là mạnh rồi hất nó ra đó, hất mạnh nó ra. Rồi ở đây mình sẽ có một cái cục treo nhỏ xíu nữa đó, mọi người thấy nè ha. Rồi ở giữa nó bị mất á, bị đứt á,
thì mọi người ở trên kia là nó hai cái dấu kia, mà bây giờ nó nhỏ quá thì mình cho một dấu thôi, mình cho một giọt nước thôi đó. Tùy theo mà nhìn nó cũng giống nhau nhưng mà nó hơi sai một số chi tiết một chút xíu không sao đâu đó. Rồi phần này là xong. Phần ở dưới này thì mình cho hai giọt keo, mình để sát vào cái phần mà nó eo eo nó nhỏ nhỏ đó đó, để sát vô cái này nè, đè xuống cho cái cục chơi của mình nó to ra đó là mình được rồi ha. Rồi xong, bây giờ quay lên cái phần trên. Phần này mình cũng cho một cục treo nó tương đối là nó to ha. Rồi để mạnh xuống nè. Rồi tiếp tục. Mình sẽ nối cho nó những cái đường, để cho nó những cái giọt nước nè. Đó, để ngay đây nè mọi người, để mạnh nó xuống. Đó, thấy chưa? Mình múc treo nha. Đó, rồi ha, được rồi ha. Rồi bây giờ mình nối nè, mình quay đây mình nối nè, mình nối cho nó liền vô được hết ha. Rồi mình quay đây mình đánh nè, mình kéo nó mạnh lên. Đó, mình kéo nó mạnh lên, mình chỉnh lại chỗ này xíu, mình chỉnh lại chỗ này xíu đó, thấy chưa? Rồi mình lại quay lên đây, mình lấy, mình cuộn nó lại nè. Lơi cái đầu cọ đi lên thì mọi người sẽ cuộn nó lại được đó. Ha mọi người ha. Đó, rồi xong. Ở phần này mình sẽ chấm cho nó mấy cái giọt. Hai thôi cũng được không sao. Rồi cái phần kia thì mình quay lên kia. Mình đánh nè. Để mạnh xuống nè. Để mạnh xuống đúng không? Mình lùi dần nó thôi. Rồi mình lùi dần nó xuống. Đó, như vậy là mình đã lượn được một cái mẫu hoa văn gì đó mọi người. Đó. Mọi người thấy nè, nó đơn giản nè ha. Đó, ok ha. Rồi, mọi người cứ tập theo cái cách của Mary ha. Thì những cái mẫu này mình phải hơ có khi là phải 3 phút luôn á mọi người. Nha, nhớ mọi người cho Mary cho đi hơi rồi Mary cho chụp cái mẫu này lên nha. Rồi, mình chào mọi người nha, chúc mọi người làm được nha, làm giỏi nha.